Đây là một cặp âm mà rất nhiều bạn đọc sai. Đó là âm y và e. Hai âm này nhiều bạn nghĩ rằng một cái đọc dài, một cái đọc ngắn. Tuy nhiên không hẳn là thế đâu. Thật ra cả hai âm này nó không quyết định bởi âm dài hay ngắn cả. Ví dụ có thể e, các bạn nói ngắn hay dài chẳng liên quan gì cả. E có liên quan đâu. Thật ra hai âm này nó khác nhau. Đó là một âm là âm căng, một âm là âm lặp. Chứ còn độ dài của nó chẳng liên quan gì cả. Với âm y, hãy nhớ rằng cái môi của bạn ấy phải kéo căng ra hai bên. Mình đang cười ấy. Y, y. Nếu mà bạn ban đầu còn chưa quen với việc kéo căng môi như thế thì hãy lấy tay kéo ra cũng được. Y, y. Ví dụ một số từ sau đây nhé. Beat, seat, cheap, feet, green, eat. Có phải không? E. Các bạn có thể tưởng tượng nói như chữ E tiếng Việt. Tuy nhiên, chữ E tiếng Việt thì cái môi mình mở khá là rộng đúng không? E. Nhưng với âm này, cái môi của bạn ấy không nên hở rộng quá, mà chỉ nên hở hờ thôi. Và nó khá là lỏng, không thay đổi cái môi gì cả. E. 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 Bây giờ mình sẽ áp dụng nhé. Bit. Sit. Chair. Grand. It. Hãy cố gắng luyện tập hai này chứ không đọc nhầm là nguy hiểm đó. Ví dụ các bạn có thể nói là I go to the beach. What? Là I go to the beach. Hoặc nếu muốn chửi nhau thì các bạn đừng nói là son of a beach. No. Son of a bitch. Bây giờ mình sẽ thử phân biệt theo cặp nhé để các bạn dễ tưởng tượng hơn. Been. Bean. Chick. Cheap. His, it, eat, sit, seat. Bây giờ thử với cả câu nào. I grin when I find green beans in a sale bin. This chip is delicious and cheap. Eat it. I need to sit in the seat because my feet do not fit in this shoe.